Với hàng loạt các biện pháp hỗ trợ của Trung ương và các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố, thời gian qua Đà Nẵng đã tập trung triển khai các gói hỗ trợ COVID-19 đến các đối tượng gặp khó khăn một cách kịp thời, nhất là đối với nhóm đối tượng không có giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay, một số đối tượng lao động tự do như người bán hàng rong, thu gom rác, bán phế liệu, bốc phát, v.v. vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Đà Nẵng TV đã có buổi phỏng vấn Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố để tìm hiểu sự việc. Thưa ông, trong năm 2021, thành phố tiến hành lập danh sách rà soát các đối tượng hỗ trợ thuộc nhóm lao động tự do như là người bán hàng rong, thu gom phế liệu hay là bốc phát. Tuy nhiên đến nay thì một số nhóm đối tượng vẫn chưa nhận được. Xin ông cho biết nguyên nhân là vì đâu? Trong năm 2021 thì thành phố tổ chức cái việc mà hỗ trợ theo như kế hoạch 135 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và trong đó có rất nhiều cái đối tượng đã được hỗ trợ, đặc biệt là trong khi thực hiện được quyết định 2788 mà ai ở đâu ở đó trong 20 ngày thì có khoảng trên 400 các hộ, kể cả là học sinh sinh viên, kể cả công nhân ngoại tỉnh thì đều được hỗ trợ, và tổng số tiền thành phố bỏ ra là 380 tỷ đồng. Và hiện nay đấy là có một số đối tượng và cũng được khảo sát nhưng mà chưa được hỗ trợ, thì phải căn cứ vào quyết định 33 mới ban hành xem đối tượng nào mà chính phủ mà cho phép hỗ trợ thì thành phố sẽ hỗ trợ. Ngoài ra còn có một cái nhóm mà cái đối tượng như người có công mà không được hỗ trợ theo cái kế hoạch 135 thì bây giờ là tiếp tục được hỗ trợ. Và một số cái đối tượng như mà giáo viên và người phục vụ ở các trung tâm ngoại ngữ, ở các trung tâm tin học cũng như là các trường ngoài công lập thì cũng được hỗ trợ. Thưa ông, vậy trong thời gian tới, thành phố có tiếp tục chi trả cho những nhóm đối tượng chưa nhận được không ạ? Thì những nhóm mà các đối tượng chưa được hỗ trợ thì thành phố cũng đã ban hành cái kế hoạch số 16 để thực hiện quyết định số 33. Cho nên những cái đối tượng trong quyết định số 33 quy định thì sẽ được nhận hỗ trợ. Và hiện nay thành phố đang ủy quyền cho các ủy ban nhân dân các quận huyện để tổ chức triển khai. Và trong đó thì theo như các ủy ban quận huyện báo cáo, đối với các trường hợp như bán hàng rong, đánh giày hoặc các trường hợp khác theo khi hướng dẫn 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố thì hiện nay là chi, các quận huyện báo lên chi khoảng trên 8.000 hộ và khoảng độ 21 tỷ đồng. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay.